đạn thôi, hết đạn hèn chi bắn nãy giờ không được. Bắn nè, bắn đi. Đấy, được rồi. Yeah, thành công. Kêu mình đi qua đây, bắn tiếp. Nhặt khẩu súng mới hả? À, mình lượm cây súng SMG đâu? Cái bia đi chăng nó bắn không kịp luôn các bạn. À có nhắm nữa nè. Bắn hoài bắn hụt không. Chúng giảm quá. Bắn ra. Đang làm nhiệm vụ một tí nữa mình mới rồi cái kiến thức khi mình ngồi xuống đi bò qua cái này đấy chúng ta bỏ ta à cứ bỏ chuyện son nó cũng đi gì hết à chỉ dạ chắc ship của mình là boss à đang gửi bơm. Đúng không? Đang gửi bơm đúng không? Ok. Xong rồi, tiếp tục thôi. Chèo qua khu này, claim all được. Đây, chèo qua. Lên nào, nhảy xuống. Ôi, cái gì đang bơm các bạn ơi. Viên mà bắn đến 5 viên. Cái niệm channel. Xong rồi các bạn ơi, chúng mình đã hoàn thành được vòng huấn luyện đặc biệt. Rồi chúng ta sẽ đi chiến đấu. Đúng rồi, chiến đấu thôi. Wow, vòng đi chiến đấu. Yeah, 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 được đi chiến đấu rồi. Rồi skip nó cho nhanh. Nói chuyện lâu lắm. Để vào game nào. Ngày 6 tháng 6 1944, Omaha Peak, bãi biển Ohama của nước Pháp, khu vực Normandy. Ôi, vậy là chúng ta chiếm cứ vùng biển này. Mùa bị bắn quá trời luôn, tội nghiệp các chiến sĩ quá. Ôi, bãi tàu luôn, chìm luôn rồi. Chìm tàu luôn, oh my god. Tàu A1 đã bị chìm rồi các bạn ơi. A1063 đây rồi. A1063, người đang chết A1063. Dạ, sếp đang nói chuyện với mình đó. Ok. Đó là chiến thắng. Ta là nằm tại bãi biển. Tiến lên thôi mọi người ơi, xung phong. Chiếm cứ bãi biển nào. Hãy lục quốc phía trên rồi, chúng ta sẽ chiếm cứ lục quốc nha. Nhìn có vẻ khá hấp dẫn các bạn ơi. Trời ơi, cái nón mà nó có 4 viên đạn luôn. Chuẩn bị nè. Ok, tiến lên, chuẩn bị. Còn 50 mét nữa.
ngồi xuống thận bị trúng đạn, ngồi xuống đi, có 115 máu thôi. Land on the ship. Rồi mọi người tiến công, bum bum, đã được tên rồi, tiến lên mọi người ơi. Ui lượng có cao quá. Mi hả? A, à, cùi bắn được viên rồi. Chạy thôi, tiến lên. Nhiệm vụ chúng ta là đây. 5m hỗ trợ. Đâu rồi, tiếp tục. Ui da, lớn bơm. À, cái này nè các bạn ơi. Hạ luôn. Trời ơi, xem đi ra tìm rồi. Ở súng ngắm, ở súng ngắm. Chị có liền ở súng ngắm để hạ. À, cái lô cốt các bạn. Trời ơi, đau, 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 đau. No, 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 no. Đau nha. Ôi ôi, chân 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 cao quá. Fire, fire. Trong lô cốt nè, ui da, tôi liền bắn nhầm chục bồ rồi. Tội nghiệp bồ quá, không sao. Cái đạn nào. Xong rồi, tiến lên. Anh này đang bị thương rồi. Cố lên. Mẹ, cấp cứu, cấp cứu. Oh my god. Sếp của mình nè, mình đang chuyện với sếp. À, sếp kêu mình đi qua đây. Chạy nào, cố lên, cố lên. À ơi, có súng xịn luôn. Ôi. Để mình phá hủy cái lô cốt này. Fire. Bắn bể lô cốt luôn. Thả được một cái rồi, tiếp tục. Thả một cái này nữa. Ôi à, ai bắn mình vậy đâu nha. Này, nghe tên này bắn mình. Bắn tôi hả? Tôi tiêu đời luôn. Xong rồi, tiếp tục nào. Nhiệm vụ của mình là lại đây. Quả bơm. Mở đường. Mở đường cho quân đội tiến lên. Đặt quả bơm ở đây. Rồi chúng ta sẽ đi ra cho quả bơm nổ. Nổ nào. Bum. Tyler ơi. Sếp ơi tiến lên. Ủa. Xong rồi. Rồi mission combat rồi. Không cho mình chơi nữa. Cô lại nhắn nhầm bô phần thưởng. Và bắt mình xem cái quảng cáo. Mình tắt cái quảng cáo được không? Không được rồi các bạn ơi, mình phải coi xong cái game này mình mới tiếp tục cuộc hành trình được. Các bạn ở trong khi chờ đợi các bạn, hãy hay nhớ like, share và đăng ký kênh Cooly TV nha. Game cũng khá là hấp dẫn đó. World War Polygon. Game gì mà bánh gì xèo hết. Rồi có đội nón luôn. Không hấp dẫn bằng cái game Cooly đang chơi. Tiếp tục cuộc hành trình. Open. Khẩu súng SMG. Thêm một khẩu súng trường nữa. Ok. Chúng ta đã chiếm được Omaha Beach rồi. Phần thưởng nhiều quá, mình sẽ nâng cấp lên. Nâng cấp phần thưởng. Level 2, cái energy lên level 2 rồi. Ok. Tiếp tục hành trình, tiến lên. Go 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 go, vào game. À, vẫn là cái khu... Khu này các bạn ơi, khu bãi biển chúng ta chỉ mới chia mở đường thôi, chưa chiếm xong cái bãi biển. Ôi ôi, gắn cái súng lên. Khai đạn. Cho mi tiêu nè, tiến lên, khai đạn luôn. Cô đang sử dụng một cái SMG. Ôi, quá trời luôn các bạn ơi, nguy hiểm quá. Một tên. Hết đạn rồi, súng gì mà chán quá, có mấy viên à. Ôi, sao hết máu luôn. Còn 170 máu. Tiến lên mọi người ơi, xuống phong. Ôi, có địch, có địch, có địch, địch có nhiều luôn. Rồi, sao không thấy gì hết trời. Xong rồi các bạn ơi, được 3 sao luôn. Lại quảng cáo game này nữa.
chúng ta sẽ cố gắng chiếm bãi biển Omaha. Lại được đồ quá trời luôn, 3 sao được nhiều lắm. No, không có mà, sao phải cho mình vô cái game này hoài. Chúng ta sẽ vào phần thưởng nâng cấp, nâng cấp cái FMG lên. Rồi, có súng ngắm nữa nè, súng ngắm. Rồi, tiếp tục vòng số 3 nào. Vào game. Tiến lên. Kiếm cứu lục phút. Có hai mèo, có bền. Có hai tên. Hai tên là các bạn ơi, một tên nữa. Đây, chứng cứ được rồi. Các hai là đặt bỏ mua bên đây. Còn anh bảo cái lâu cốt. Gì vậy? Cái kia kìa, à, bơm đây nè. Cho bị tiêu nè. Người tớ mất cả bơm bị nạn rồi. Đau quá. Hai tên xong. Share và đăng ký kênh của Lì TV nha. Lần sau mình sẽ chơi tiếp. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Lì TV. Bye bye.